người dân đã dùng lưới B40 để chặn đoàn xe của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc, khiến cho giao thông trên đường Điện Biên Phủ bị ách tắc. Đến 19 giờ cùng ngày, khi lực lượng công an phường Đống Đa có mặt khuyên can, người dân hai bên đường Điện Biên Phủ mới tháo lưới B40 để cho giao thông qua lại trên tuyến đường này được thông suốt. Tuy nhiên, theo yêu cầu của người dân, đoàn xe chở đất của tập đoàn Phúc Lộc không được lưu thông mà phải quay về đậu tại khu vực gần đó. Theo nhiều người dân hai bên đường Điện Biên Phủ, thời gian qua, tình trạng xe ben của tập đoàn Phúc Lộc chở đất đá đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Ngoài ra, do chạy ẩu cho nên thời gian qua đoàn xe này cũng đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường, khiến cho nhiều người dân bức xúc. Vụ việc thì đã được người dân địa phương phản ánh đến các cấp ngành chức năng địa phương, nhưng đến giờ vẫn chưa được xử lý một cách dứt điểm.